Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào các anh chị nhé. Rồi, Lý thấy có thông báo đây nè. Mọi người vào xem cái live stream sáng nay của Lý nha. Sáng nay Lý sẽ chia sẻ cho mọi người một cái mẹo rất là hay dành cho những anh chị nào bị đau xương khớp các anh chị nhé, đau xương khớp, viêm khớp hay là bị khô khớp á mọi người. Bởi vì mình trong quá trình hỗ trợ thì mình biết là cái vấn đề này các anh chị đang gặp phải rất là nhiều đúng không ạ? Thì mọi người vào đây xem thì sẽ chia sẻ cho mọi người một cái vô cùng là hay, dễ làm và rất là rẻ tiền mọi người nhé, và rất là hiệu quả luôn á. Rồi, xin chào những người đầu tiên. Ai vào xem rồi mọi người comment cho Lý số 2 được không? Đó, mọi người vào xem rồi comment cho Lý số 2 nha. Mọi người comment cho Lý số 2 đi ha. Số 2 là mọi người đã vào thấy được Lý rồi đó. Hello, xin chào những người đầu tiên nhé. Mọi người vào xem rồi nhớ comment cho Lý số 2 ha. Mọi người có nghe rõ Lý nói không ạ? Hello, chào chị Phương Trang nha. Sáng nay chị Trang đã làm thải độc cà phê chưa? Chào chị Tâm Ngọc nhé, xin chào những người đầu tiên. Mọi người có thể giúp Lý là chia sẻ cái video này, bởi vì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều anh chị đang gặp tình trạng đó là bị đau xương khớp đúng không ạ, viêm khớp hay là khô khớp, và đôi khi không biết phải làm sao hết các anh chị ha. Thì hôm nay Lý sẽ chia sẻ một cái này rất là hay nhưng cực kỳ là hiệu quả các anh chị nhé, đã rất là nhiều người áp dụng và có rất là nhiều những cái kết quả rồi, đỡ đau xương khớp, giảm đi cái viêm khớp và giảm đi khô khớp với mọi người đó nha. Mọi người vào xem livestream và nhớ là chia sẻ cái livestream này giúp Lý với các anh chị nhé. Một cái livestream rất là nhiều giá trị như thế này, các anh chị đừng có ngại ngần gì mà chia sẻ cho mọi người nha. Em chào chị Ngọc nè, em chào chị Thu Phượng nhé, chào chị Gia Hân nè. Sáng nay các chị làm thải độc cà phê hết chưa? Lý rất là muốn hỏi thăm mọi người, nhắc nhở mọi người làm cái thải độc cà phê các anh chị, bởi vì chắc chắn là khi mà mình càng làm đúng không ạ, trước mắt thì mọi người sẽ thấy khỏe, sau này mọi người sẽ thấy còn khỏe hơn nhiều nữa. Để cái đấy là một cái rất là hay các anh chị ha. Rồi, mọi người vào xem livestream của Lý nhé. À, để Lý chia sẻ cho Lý vài giây nữa thôi, Lý chia sẻ lên đây luôn. Cái này làm nhanh lắm mọi người ạ, và rất là hiệu quả nhé. Nên là nếu mà anh chị nào bị đau xương khớp, mà thực ra nếu như mà chúng ta chưa bị á, các anh chị cũng có thể làm luôn cái này, bởi vì nó cũng có rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau, với lại nó cũng phòng cho mình về những cái đó các anh chị ha. Nếu ai mà đang bị đau xương khớp này, đau xương khớp, bị viêm khớp hay là bị khô khớp á mọi người, bởi vì cái nguyên nhân mà tại sao mình bị như vậy đúng không ạ, là do cái khớp của mình đó, khi mà do cái khớp của mình nó bị lão hóa đi, nên là cái phần sụn đó các anh chị, ở giữa những cái khớp tay, khớp chân của mình, và đặc biệt là ở cái khớp chân khi mà chúng ta di chuyển đúng không các anh chị, đi đứng lên này, ngồi xuống hay là mình leo cầu thang, là mọi người sẽ thấy nó rất là đau. Tại vì sao lại như vậy? Và mình Lý biết là nếu như mà một khi ai mà đã bị về đau cái này rồi á, thì rất là khổ sở, đặc biệt trong mỗi một khi mà mình đi lại đúng không các anh chị, hay là mình đứng lên ngồi xuống á, thì đau đớn vô cùng luôn. Bởi vì khi mà cái cơ thể của mình nó lớn tuổi các anh chị, là cái mọi cái cơ quan trong cơ thể của mình nó bị lão hóa, và ở trong đó là cái xương cơ, xương khớp của mình các anh chị ha, cái sụn khớp của mình nó cũng bị lão hóa, nó cũng bị mòn đi. Nên là khi mà nó bị mòn đi như vậy á nha, thì ví dụ như các anh chị đứng lên ngồi xuống, những cái xương của mình nó có thể dễ dàng bị va chạm vào nhau, và các anh chị sẽ thấy nó bị đau các anh chị ha. Hoặc là khi mà những cái xương này á, cái lớp sụn này nó bị mòn đi rất là nhiều, thì những cái xương của mình nó va chạm vào nhau, và nó có thể tạo ra được những cái mảnh xương vỡ nhỏ các anh chị, và nó đâm vào trong cái thịt của mình, và nó cũng sẽ gây ra cái đau đớn cho các anh chị ha. Hoặc là một cái tình trạng nữa là mọi người bị khô khớp, là do ở giữa những cái lớp khớp là nó không có được cái dịch nhầy các anh chị ha, nó giống như kiểu là một cái dạng bôi trơn vậy đó. Nên là khi mà chúng ta đi đứng, chúng ta vận động này hay là như thế nào đó, là cũng sẽ gây ra rất là đau đớn các anh chị nhé. Vậy thì cái mẹo ngày hôm nay Lý chia sẻ gọi là một cái bài thuốc dân gian các anh chị, từ cái trái đậu bắp này. Đó, từ cái trái đậu bắp này vô cùng là hiệu quả luôn cho những anh chị đang gặp những cái tình trạng mà như Lý chia sẻ nhá. Trái đậu bắp này vô cùng là nhiều những cái lợi ích các anh chị ha. Và hôm nay một cái lợi ích rất là lớn mà Lý sẽ chia sẻ với các anh chị. Và thường thì những ai sẽ gặp về cái tình trạng mà bị viêm khớp này, đau khớp hay là khô khớp, thì thường Lý thấy là đầu tiên chắc chắn là do cái chúng ta lớn tuổi các anh chị ha, là do cái cơ thể của chúng ta bị lão hóa đi, là tất cả mọi cái cơ quan, mọi tế bào, mọi cái đường ruột, và trong đó là có cả cái cơ xương khớp của mình cũng sẽ bị lão hóa theo, thì chắc chắn là sẽ gặp cái tình trạng đó thôi ha. Cái trường hợp tiếp theo đó là
Có thể là do các anh chị làm việc văn phòng đúng không ạ, mình ít vận động và nó cũng sẽ gặp cái tình trạng mà đau xương khớp hay bị viêm khớp như vậy. Nên nếu như mà các anh chị nào ở đây mình đang làm việc văn phòng thì các anh chị cũng có thể áp dụng cái về cái động bắp mà Lý chuẩn bị chia sẻ đây cho các anh chị nhé. Hoặc là bị các anh chị mình cái do cái công việc đúng không ạ, các anh chị phải thường xuyên mang vác nặng đúng không ạ, mang vác nặng ở trên người và nó bị đè nén lên cái xương khớp của mình và nó cũng sẽ gây ra đau y chang như vậy. Hoặc là những người mà người ta bị thừa cân béo phì á mọi người đúng không ạ, bị tăng cân nặng của mình nó thừa nhiều quá và nó cũng tạo ra một cái áp lực rất là lớn lên trên cái cơ thể của mình, lên trên cái xương khớp của mình và cũng sẽ dẫn đến là bị đau cơ xương khớp như vậy các anh chị ha. Và một cái nữa đó là nó liên quan đến cái lối sống ạ. Nếu như mà các anh chị thường xuyên ăn những cái thực phẩm mà nó tạo ra cái tính axit nhiều ở trong cơ thể của mình thì nó cũng sẽ làm cho cái cơ xương khớp của các anh chị nó bị yếu đi, nó bị nhanh lão hóa đi, bởi vì cái axit các anh chị để mà nó cân bằng được cái axit, do cái lượng axit trong cơ thể của mình á thì nó phải lấy đi cái hàm lượng canxi và khoáng chất rất là lớn ở trong cái cơ xương khớp của mình đúng không ạ. Và nó cứ những cái khi mà mình cứ liên tục ăn những cái thực phẩm như vậy thì cái hàm lượng canxi ở trong xương và cả trong cái răng của mình nữa nó cũng sẽ bị giảm đi và nó cũng sẽ bị yếu dần đi, nó bị lão hóa dần theo năm tháng các anh chị nhá. Một số cái loại thực phẩm mà nó tạo cái tính axit á, ví dụ như là cái gì ta, thịt này đúng không ạ, Lý chia sẻ rất là nhiều rồi. Ví dụ như là thịt này các anh chị, thịt đỏ các anh chị nhắc mình ăn quá nhiều, hay là những cái dạng tinh bột đã qua chế tinh chế, ví dụ như là gạo trắng này, bánh mì này đó, hàng ngày chúng ta ăn gạo trắng rất là nhiều đúng không ạ, là chúng ta thường xuyên dung nạp những cái thực phẩm mà nó tạo tính axit và nó sẽ tạo ra những cái phản ứng không tốt trong cơ thể của mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta hàng ngày vẫn phải thải độc, vẫn phải chăm sóc sức khỏe là như vậy đấy các anh chị ha. Rồi là những người họ uống nước ngọt này, họ thường xuyên uống nước ngọt hay sử dụng những cái chất kích thích ví dụ như là rượu bia thuốc lá gì đó, thì những cái như vậy nó sẽ tạo ra những cái phản ứng axit rất là mạnh ở trong cơ thể của mình và nó làm mất đi một cái lượng khoáng chất canxi ở trong răng và trong xương, nên là làm cho răng và xương của chúng ta nó sẽ bị nhanh bị lão hóa hơn các anh chị ha. Và bây giờ thì rất nhiều trường hợp, không phải chỉ riêng người lớn tuổi đâu mà kể cả người trẻ tuổi, nó từ nhỏ là đã được tạo ra những cái thói quen ăn như vậy rồi, uống nước ngọt này các anh chị, rồi là ăn về những cái gà rán ví dụ như thế, ăn tạo thành một cái thói quen rất là lớn. Thì các bé bây giờ nói chung là bị đang còn rất là trẻ tuổi và có thể đã gặp cái tình trạng là bị về đau xương khớp rồi các anh chị nhé. Nên là mọi người hoàn toàn có thể áp dụng cái mẹo này cho bản thân mình và cho toàn gia đình của mình, và nhớ là chia sẻ cái video này giúp Lý ha. Rồi, để mà làm được cái này á, thì rất là dễ mọi người chuẩn bị cho Lý làm cái đậu bắp này thôi. Đậu bắp tươi mọi người nhé, mọi người có thể comment xuống cho Lý được không? Thứ nhất là đậu bắp, cái đậu bắp này rất là hay, có thể làm cái bài thuốc mà giống như Lý chuẩn bị chia sẻ này. Về hàng ngày mọi người sẽ luộc xào lên đúng không? Nhưng cái cách tốt nhất là mọi người có thể ăn sống luôn mọi người nhé. Đó, ăn sống giống như là Lý như thế này này, ăn sống, ăn quen rồi rất là ngon. Thế nó ngọt ngọt, nhớt nhớt và dễ ăn lắm. Nha. Đây, Lý bỏ ra đây cho chị xem nào. Cái đậu bắp này mẹ Lý gửi từ nhà lên, Lý ăn thấy nó ngon ghê. Mọi người chuẩn bị cho Lý khoảng là từ 10 cho đến 5 đến 10 trái đậu bắp nhé. Nếu như mà anh chị nào bị đau xương khớp, đang bị đau nhé, mọi người muốn áp dụng cái này thì mọi người chuẩn bị cho Lý khoảng 10 trái và mỗi ngày đều đặn như vậy. Và sau đó là mọi người hãy cắt thật là mỏng nhé, thật là mỏng cái trái đậu bắp ra. Nói chung là cố gắng là mỏng nhất có thể các anh chị ạ. Ở đây là Lý mới cắt được có 5 trái thôi, thì mình sẽ cứ làm trước 5 trái để cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người cắt thật là mỏng ra để nó có thể lấy được cái chất nhớt ở trong cái trái đậu bắp này nhiều nhất có thể mọi người nhé. Đó, mọi người cắt mỏng ra cho Lý này. Cái thứ hai là mọi người chuẩn bị cho Lý một cái lọ thủy tinh như thế này đúng không ạ, hoặc là cái tô hay là một cái hũ bằng thủy tinh cũng được, nên đựng trong thủy tinh thì nó sẽ tốt hơn mọi người nhé. Đó là cái thứ nhất là đậu bắp, cái thứ hai là cái lọ thủy tinh, và sau đó là mình sẽ cho cái đậu bắp vào trong này. Đậu bắp là nhớ là thứ nhất là trước đó mình đã rửa rất là sạch này, Lý cũng đã ngâm muối rất là kỹ rồi đúng không ạ. Với lại là mọi người cố gắng cắt lát thật mỏng ra các anh chị ha. Cắt lát mỏng ra thì nó sẽ lấy được cái chất nhớt ở trong cái trái đậu bắp nhiều nhất có thể. Rồi sau đó mình sẽ cho cái trái đậu bắp này vào trong này. Đúng rồi, mọi người comment cho Lý nha, comment trái đậu bắp. Comment tương tác với Lý mọi người ha. Mọi người chia sẻ giúp Lý cái video này nhé, cái livestream này nhé. Bởi vì chắc chắn sẽ nhiều người cần đấy. Vì Lý hỗ trợ cho mọi người, Lý biết là mọi người gặp cái vấn đề này nhiều lắm. Nên là khi mà có cái bài thuốc này là mình thấy là mình chia sẻ cho mọi người luôn, chắc chắn là nhiều người đang cần lắm các anh chị ạ. Đó, cho đậu bắp vào trong này nhé, cho đậu bắp đã cắt lát mỏng vào trong đây ha.
Bài thuốc này mọi người ai bị đau xương khớp khô khớp, mọi người làm liên tục trong khoảng là 1 tháng, 1 đến 2 tháng mỗi ngày, mọi người chuẩn bị từ 1 cho đến 2 cái giống như Lý đang làm như thế này này, chắc chắn là hiệu quả luôn, chắc chắn 100% luôn, các anh chị nó sẽ đỡ đi cho anh các anh chị nhiều vô cùng luôn đấy. Cho cái đậu bắp đã cắt lát vào trong đây ha. Đó. Đậu bắp này nó khá là nhớt đấy mọi người ạ. Uống cái này mới mấy lần đầu chưa quen đâu. Nhưng cứ tập cố gắng uống đi mọi người, bởi vì cái quan trọng là cái kết quả cuối cùng nó mang lại cho mình thôi, đúng không? Nó hơi khó một chút xíu nhưng nó giúp cho các anh chị đỡ đau thì chắc chắn Lý tin là nó sẽ hoàn toàn đáng để cho mọi người làm đấy. Cho cái đậu bắp vào trong này. Nếu mà những ai mà lớn tuổi này, thường xuyên làm việc văn phòng, mang vác nặng này, béo phì, rồi là thói quen ăn uống á, mọi người chưa bị thì mọi người cũng làm sớm đi để mình phòng các anh chị nhé. Rồi, ok, thì đã cho hết cái đậu bắp vào trong đây rồi mọi người. Cho vào trong cái lọ thủy tinh mà mọi người đã chuẩn bị sẵn nhé, hoặc là cho vào trong cái tô hay cái gì, hay là cái hũ thủy tinh gì cũng được. Rồi sau đó là mình sẽ có cái nước đun sôi đang còn nóng ha. Cái nước này là nó đang còn nóng này mọi người. Mọi người cứ đổ vào trong đây cho Lý là được. Cái này dễ làm lắm. Đã đang nóng nên là phải cẩn thận. Bố mẹ mình ở nhà các anh chị, thường thì các bác các cụ lớn tuổi là sẽ gặp cái tình trạng là xương khớp các anh chị ha, rất là đau đớn khổ sở. Nếu mà ai có người nhà bị cái đó là mọi người biết là tội lắm. Thì mọi người có thể là chia sẻ cái và mọi người có thể là làm cái bài thuốc này để cho các bác các cụ ở nhà mình dùng nhá. Dễ vô cùng đúng không ạ? Đậu bắp mọi người ví dụ như mọi người có đất á, mọi người hoàn toàn có thể tự trồng được, an toàn lắm, không sao cả. Rồi mọi người đậy lại và mình sẽ ngâm từ 8 cho đến 10 tiếng các anh chị nhé. Đậu bắp ok, cảm ơn chị Thảo Ly nhé. Nước nóng đúng rồi, nước vừa nước đun sôi và còn nóng chị nhé. Đó, nước đun sôi và nó sẽ đang còn nóng. Mọi người biết tại sao mình phải cắt lát mỏng đúng không ạ? Bởi vì khi mà mình sẽ ngâm ra như thế này và mình ngâm với lại nước nóng á, thì cái gọi là cái chất nhầy ở trong cái đậu bắp này nó sẽ ra được nhiều nhất có thể các anh chị nhé. Nó sẽ ra được nhiều nhất có thể khi mà mình cắt lát mỏng như thế này. Và mình khi mà mình ngâm như thế này thì cái nước nhớt ở đậu bắp nó sẽ ra rất là nhiều. Và ngâm từ 8 cho đến 10 tiếng. Nếu mà mọi người dùng làm uống hàng ngày á, thì theo Lý mọi người cứ làm vào buổi tối đúng không ạ? Mình ngâm đến sáng, sáng xong mình sẽ uống cái này là ok là mọi người. Còn bởi vì cái này Lý làm ở lúc này để mình live stream, để mình dễ dàng hướng dẫn cho các anh chị đó ha. Nhà chị toàn ăn chín thôi. Đúng rồi, thì thường mọi người sẽ thường xuyên ăn chín đúng không ạ? Nhưng Lý chia sẻ cho các anh chị cái này thì thứ nhất là áp dụng cho những người bị đau xương khớp này các anh chị. Còn không á, đậu bắp á các anh chị, thực sự đậu bắp rất là tốt nếu mà mọi người ăn sống luôn nhé. Ăn sống như giống như là Lý vừa nãy mình có ăn á, mình cứ ăn trực tiếp thôi. Nó rất là dễ ăn và nếu mà cái đậu bắp mọi nhà mọi người tự trồng được, mọi người sẽ thấy là nó ngon lắm mọi người ạ. Nó ngọt và nó nói chung là nó rất là ngon khi mà mọi người ăn sống á nha. Đó thì Lý chia sẻ này, cái bài thuốc này á là ví dụ như những ai bị đau xương khớp đúng không ạ? Mỗi ngày mọi người có thể làm hai cái phần như thế này. Và mình uống đều đặn như vậy trong mỗi ngày từ 1 cho đến 2 tháng, chắc chắn là sẽ hiệu quả mọi người nhé. Chắc chắn là sẽ đỡ cái đau xương khớp của mình, bởi vì cái chất nhớt ở trong cái đậu bắp này ấy, nó sẽ làm giảm đi tổn thương ở những cái sụn của mình các anh chị, ở những cái khớp của mình này. Với lại nó sẽ gọi là nó phục hồi bớt nó phục hồi những cái sụn mà đã bị hư tổn các anh chị ha. Nó sẽ tái tạo lại một phần những cái sụn đã bị hư tổn, và nó quan trọng nhất là nó sẽ kích thích tăng tiết những cái dịch nhầy ở trong những cái khớp của mình ra. Đây là sẽ giúp cho cái cơ xương khớp của các anh chị trở nên linh hoạt hơn, mình di chuyển này hay là các anh chị vận động nó sẽ dễ dàng hơn, cũng như là nó sẽ giảm được cả cái tê đi tay chân cho các anh chị nhé. Còn nếu mà chúng ta không có bị về xương khớp thì sao? Thì như Lý chia sẻ là các anh chị hoàn toàn vẫn có thể làm được cái này để chúng ta phòng về những cái bệnh xương khớp. Nhưng cái quan trọng nó không phải chỉ tốt cho cái xương khớp của các anh chị không, mà nó cũng tốt cho cả cái hệ tiêu hóa đúng không ạ? Nó rất là cái này nó sẽ hỗ trợ giúp cho mình được tiêu hóa dễ hơn này, đường ruột của các anh chị sạch hơn. Phụ nữ của mình á, uống cái này thường xuyên á, da của mình cũng sẽ đẹp các anh chị nhé. Nó giảm được cả những cái cholesterol xấu ở trong cái nội tạng của mình, có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ giảm một phần, mình dùng đều đặn nó có thể giảm được nhiều hơn. Và phụ nữ mình dùng á, thì da sẽ cũng đẹp hơn này. Và đặc biệt là những ai bị táo bón á, thì mọi người cũng có thể làm như thế này. Nhưng ví dụ như mọi người bị về táo bón và xương khớp thì
mình làm chung như thế này luôn các anh chị nhé. Còn trong trường hợp mà các anh chị chỉ bị táo bón á, mà không có bị về xương khớp thì không có cần ngâm như vậy, mà mọi người cứ ăn trực tiếp như thế này các anh chị nhé. Mọi người cứ ăn rửa sạch đi và mọi người ăn sống trực tiếp như thế này một ngày từ 5 đến 10 trái, nó sẽ giúp cho cái việc tiêu hóa của mình được dễ hơn. Bởi vì cái này các anh chị nó sẽ có giàu cái chất xơ, đúng không ạ? Khi mà mình ăn sống như thế này, nếu mà các anh chị bị táo bón nó sẽ giàu chất xơ, nó sẽ giúp cho là các anh chị đi vệ sinh dễ dàng hơn, bởi vì cái phân của mình nó sẽ mềm này, và cái chất nhớt ở trong này nó cũng như vậy, nó cũng giúp cho cái phân của các anh chị mềm hơn, cái nhu động ruột của mình nó trở nên dễ dàng hơn, nên là mình sẽ rất là dễ đi vệ sinh khi mà chúng ta ăn cái này. Và dành cho những ai bị táo bón nhá, hôm nay Lý hướng dẫn cho các anh chị luôn, một ngày ăn từ 5 đến 10 trái như thế này nếu như mà các anh chị bị táo bón. Còn bị đau xương khớp ạ, bị khô khớp này, hay là bị viêm khớp ha, bị những cái đó thì chắc chắn rất là đau đớn rồi, thì các anh chị ngâm, ở đây là Lý ngâm khoảng 5 trái nha mọi người ngâm gấp đôi lên nếu mà có cái bình to hơn, hoặc là ngâm và nếu mà cái bình này nó chỉ tầm trung như này thôi thì mọi người ngâm vào trong 2 cái nhé. À xong rồi khi mà mình ngâm được khoảng từ 8 đến 10 tiếng á, mình lấy ra mình dùng á, thì mình sẽ dùng như nào, thì có nghĩa rằng các anh chị sẽ chắc ra nhá, mình sẽ tách, khi mà mình ngâm từ 8 đến 10 tiếng là cái chất nhầy ở trong cái trái đậu bắp này nó sẽ được ra được nhiều nhất có thể rồi. Sau đó là các anh chị sẽ tách ra là cái bã riêng và cái nước riêng, và sau đó là các anh chị uống cái phần nước này các anh chị nhá, cứ uống trực tiếp thôi. Và chắc chắn là khi uống á thì mọi người sẽ thấy nó rất là nhớt, bởi vì cái trái đậu bắp này cái phần nhớt của nó cũng nhiều vô cùng luôn, và các anh chị ngâm ra như thế này nó sẽ còn ra nhiều hơn nữa. Nên là khi mà uống các anh chị sẽ thấy là nó rất là nhớt. Một vài lần đầu á, mình sẽ thấy có thể là chưa quen lắm đâu, mà các anh chị cố gắng nha. Bởi vì do cái bệnh của mình bây giờ nó bị đau đúng không ạ, các anh chị cố gắng và mình kiên trì từ 1 đến 2 tháng như vậy, Lý chắc chắn 100% là nó sẽ đỡ đi về cái đau xương khớp cho các anh chị ha. Đó. Từ hồi thải được cà phê chị không còn, ok chúc mừng chị nhé. Đúng rồi, nếu mà các anh chị bị táo bón thì các anh chị làm thải độc cà phê, và mọi người có thể kết hợp với cái đậu bắp này để trong cái lúc mình làm mọi người sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn các anh chị ha. Mọi người cứ ăn sống như thế này thôi mọi người thấy Lý ăn sống là nhiều cái đúng không ạ? Những cái nào mà ăn được thì mình sẽ ăn, còn mình không ăn được là mình sẽ cho vào máy xay sinh tố mình xay hết mọi người. Đậu bắp này công nhận ngon thật, ngon hơn ở trên này Lý mua, cái này mẹ Lý gửi lên đó mọi người. Mọi người chia sẻ cái video này giúp Lý nhé, bởi vì tin là chắc chắn sẽ có rất nhiều anh chị cần. Với lại á, giống như Lý đã từng chia sẻ đúng không ạ, khi mà mình đưa vào một cái gì mọi người muốn hiệu quả, mọi người phải trước khi đó mọi người hãy đưa ra đã đúng không ạ? Có nghĩa là trong cơ thể của mình á, bây giờ nó luôn luôn tồn tại rất là nhiều độc tố, nên khi mà các anh chị uống cái gì thì theo Lý khuyên á, là các anh chị nên làm thải độc đã đúng không ạ, để cho, bởi vì cơ thể của mình thì nó cũng chỉ có từng này thôi, mà mình cứ bồi vào thì đôi khi nó không có chỗ để mà nó có thể tiếp nhận được những cái mới các anh chị ha, khi mà những cái cũ nó luôn còn ở đó. Vậy nên trước tiên nếu mà muốn hiệu quả thì theo Lý là các anh chị nên làm thải độc trước, thì rất là đơn giản, mọi người có thể làm thải độc cà phê này, hoặc là uống viên thải độc tế bào gì đó các anh chị ha. Nhưng cách Lý thấy là làm thải độc cà phê vừa dễ làm, với lại là vừa dễ làm mà lại rất là hiệu quả, mọi người có thể thấy rõ hiệu quả ngay từ trong những cái lần đầu tiên mình làm ha, 1, 2, 3 lần đầu tiên là mọi người làm là các anh chị đã thấy rất là hiệu quả rồi, thì Lý thấy khá là ok đó. Thì mọi người nên làm thải độc cà phê trước, rồi sau đó mình làm, mình áp dụng thêm những cái như thế này đúng không ạ, những cái bài thuốc dân gian, hay là mình có uống kể cả dinh dưỡng bổ sung cũng vậy, thì các anh chị cứ phải là làm sạch cơ thể của các anh chị trước, rồi sau đó là các anh chị mới bổ sung thêm vào, thì nó mới có cái chỗ để mà nó tiếp nhận những cái mới như thế này các anh chị nhé. Bởi vì cơ thể của mình nó sẽ ưu tiên cho cái gọi là ưu tiên cho cái sự sống hơn. Nếu như mà những cái độc tố trong cơ thể của các anh chị nó đã quá lâu và nó luôn luôn làm ảnh hưởng đến cơ thể của mình, thì nó sẽ, thì những cái tế bào trong cơ thể của mình nó sẽ dồn rất là nhiều năng lượng để nó xử lý những cái độc tố đó, và nó sẽ không thể hấp thu hết những cái dinh dưỡng mà các anh chị đưa vào. Vậy nên là các anh chị cố gắng là hãy làm sạch cơ thể của mình đúng không ạ, để giúp cho cơ thể của mình nó được sạch sẽ, mình sử dụng những cái này vào nó sẽ hiệu quả hơn, nó hấp thu tốt hơn, và cơ thể của mình không tốn quá nhiều năng lượng cho những cái việc không cần thiết các anh chị ha. Mình hãy hỗ trợ cơ thể của mình một phần nhé.
Chị Dung đúng không? Chị Dung đặt hàng mà lâu có hả chị? Dạ rồi, chị để chút xíu để em kiểm tra nhé. Với lại thì các anh chị cũng thông cảm ha, bởi vì do đợt này dịch các đúng không ạ? Thì như bản thân Lý đặt hàng cũng rất là lâu. Bình thường là hàng nó nhanh đến lắm các anh chị, trung bình khoảng 3 đến 4 ngày thôi. Ở đâu gửi đến cũng vậy, ở trong thành phố thì nhanh hơn. Tuy nhiên đợt này chị mình đặt thì nó rất là lâu và Lý gửi đi cho khách cũng như vậy luôn. Do tình hình dịch này các anh chị shipper người ta nghỉ nhiều này, rồi một số công ty người ta phải nghỉ, rồi là shipper đôi khi một số người còn phải đi cách ly tùm lum hết các anh chị khi mà người ta tiếp xúc với người bệnh á, đúng không ạ? Đây là tình hình này đang rất là căng. Tuy nhiên thì các anh shipper và bên công ty giao hàng vẫn cố gắng để giúp cho mình được nhất có thể, nên là mọi người cố gắng đợi lâu hơn một chút so với ngày bình thường nhé, mọi người thông cảm giúp Lý ha. Chưa bao giờ ăn mà nhìn Lý ăn ngon quá. Dạ bởi vì thật sự nó ngon thật chị ạ. Nhá, cái trái đậu bắp này ăn cũng, nói chung Lý cũng mất khoảng lần đầu tiên mình ăn cũng chưa quen lắm. Nó hơi nhớt, nó chưa quen là nó hơi nhớt thôi, chứ cái vị nó cũng không có quá là khó ăn đâu mọi người ạ. Tuy nhiên khi mà ăn quen rồi mình thấy nó rất là ngon các anh chị ha. Ngon lắm. Đậu bắp này hay là kể cả trái đậu rồng á, đúng không ạ? Trái đậu rồng mà ăn sống cũng được. Chỉ gần như cái nào ăn sống được hết, mọi người rửa sạch đi nhé. Rồi ớt chuông nữa, ớt chuông thì quá quen để không nói các anh chị ha. Đó, những cái như vậy mọi người ăn sống đi, hoặc là mọi người cho vào trong sinh tố nếu như mà mình chưa quen nhé. Đó, mình cứ ăn người thôi. Anh chị bị táo bón nhé, các anh chị ăn thử, ăn thử như này đi. Luộc lên là vẫn có tác dụng chị ạ, nhưng nó sẽ không có tác dụng nếu như mà chị ăn như này. Ý là nó không bằng đó chị nhé. Luộc lên thì nó tác dụng của nó chỉ còn được khoảng 20-30% thôi, nó vẫn hỗ trợ cho cái đường ruột của chị nó tốt hơn. Nhưng cái chất xơ lúc này nó đã bị nấu chín rồi, nó sẽ không còn, nó sẽ không còn cái khả năng mà làm sạch đường ruột tốt bằng cái chất xơ mà nó còn tươi như thế này chị ha. Mình cố gắng nhai kỹ các anh chị nhất, và trong này nó sẽ có cái chất nhớt. Đây là cái chất nhớt, nó cũng hỗ trợ cho xương khớp. Nhưng đặc biệt là khi mà mình tách hết cái chất nhớt ra và mình chỉ uống riêng như thế này thì cái xương khớp của mình nó sẽ tốt hơn nhiều ha, nó sẽ nhận được nhiều hơn. Nên nếu mà ai mà đặc biệt bị về xương khớp, mọi người cứ ngâm cái này cho Lý nhé. Mọi người dùng 1 đến 2 tháng thì chắc chắn có hiệu quả đấy mọi người. Thường thì mọi người hay hay nấu lên đúng không? Lý cũng vậy các anh chị. Nhưng khi mà mình tìm hiểu kỹ về sức khỏe rồi về dinh dưỡng thì thực ra khi mà mình nấu nướng lên nhiều quá, nó bị tác động nhiều lắm các anh chị, nó bị biến đổi rất là nhiều, nó bị ảnh hưởng cái dinh dưỡng ở bên trong đó. Nên là cố gắng mình ăn gọi là ăn xanh uống xanh nhá các anh chị ha. Tại sao mà Lý hay uống, hay ép nước, hay ép rau ra là như vậy? Bởi vì khi mà mình ép ra mình uống mà nó sẽ có rất là nhiều những cái enzyme, những cái dinh dưỡng ở bên trong đó mà khi mà mình luộc, mình nấu lên, mình tiếp xúc với nhiệt với nước là nó đã bị gần như là nó bị tan ra hết, nó bị mất rồi các anh chị. Nên là tại sao mình ép ra, với lại mình ép ra một ví dụ một cái lượng rau, rổ rau rất là to đúng không ạ, trong đó rất là nhiều những cái dưỡng chất, nhưng chất xơ quá nhiều ăn không thể nào mà ăn hết trong một ngày được, ăn rất là lâu phải nấu lên. Nên khi mà mình ép ra các anh chị là nó sẽ chỉ còn lại một ít nước thôi, mọi người hoàn toàn có thể uống trong 1-2 ngày là hết được một cái rổ rau to như vậy các anh chị nhé. Nên là mình sẽ nhận được những cái dinh dưỡng như cái vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, như cái enzyme ở trong đó nhiều, vô cùng nhiều luôn á, chắc chắn với mọi người luôn ha. Nên mọi người hãy tập ăn xanh uống xanh này các anh chị, làm thái độc cà phê, đó là những cái đơn giản nhất mà các anh chị có thể làm. Thật sự nó không có tốn kém quá nhiều các anh chị ha, để giúp cho sức khỏe của các anh chị tốt hơn. Và đặc biệt là trong mùa dịch này này thì theo Lý thấy là đó là những cái cách đơn giản mà chúng ta có thể làm cải thiện cái sức đề kháng trong cơ thể của mình đấy các anh chị nhé. Ok ha, mọi người giúp Lý là chia sẻ cái bài thuốc này để cho tất cả các anh chị nào có người nhà mà bị về đau xương khớp á nhỉ. Thì thứ nhất là chúng ta có thể làm để mình phòng được, ngâm từ 8 cho đến 10 tiếng các anh chị nhé. Rồi khi uống á, mọi người tách riêng ra, bỏ cái bã đi, mọi người lọc cái, lấy cái nước thôi và cố gắng uống hết như vậy ha. Trong một ngày uống từ 1 cho đến 2 cái chai như thế này là ok này. Đó, nếu mà ai mà người nhà của mình nhé, bố mẹ mình đang bị về đau xương khớp, các anh chị có thể làm cái này để cho bố mẹ mình sử dụng nhá, nó sẽ rất rất là hiệu quả đấy các anh chị ha. Và để tốt hơn thì mọi người nên làm sạch cơ thể của mình, làm thái độc cà phê, rồi sau đó sử dụng những cái dinh dưỡng hay là những cái như thế này vào, mình đưa vào thì mình đưa ra trước ha, đưa những cái độc tố ra trước để cơ thể của mình hấp thu tốt hơn ha. Rồi bây giờ Lý sẽ kết thúc livestream nhá, cho nhiều người nhắn tin vẫn nãy giờ cứ nhảy ầm ầm á. Nha, thì sẽ kết thúc livestream để Lý đi làm việc đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này nhé. Mọi người nhớ là chia sẻ cái video này, cái livestream này đến cho tất cả mọi người giúp Lý nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái livestream sáng nay của Lý nhé. Bye bye mọi người nha.